Cách kiểm soát tình trạng mệt mỏi do bệnh tiểu đường. 1. Thực hiện chế độ ăn uống cân bằng. Ăn thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn no lâu hơn và ngăn ngừa tình trạng hạ đường huyết. Ăn các loại đậu, trái cây và rau để hỗ trợ mức năng lượng ổn định. Protein nạc trong bữa ăn giúp hỗ trợ sức khỏe cơ bắp và năng lượng. Cá và thịt gà là nguồn protein tuyệt vời mà không có quá nhiều chất béo. 2. Tập thể dục thường xuyên. Tham gia các hoạt động thể chất có thể giúp làm giảm các triệu chứng mệt mỏi do bệnh tiểu đường. Vì vậy, thay vì duy trì lối sống ít vận động, hãy đi bộ vào buổi sáng hoặc buổi tối. Bác sĩ nội tiết học Asakuma Jingan tại Bệnh viện chuyên khoa BLK Max Super cho biết. 3. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ kém là một trong những tác nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng mệt mỏi do bệnh tiểu đường. Vì vậy, hãy tạo thói quen ngủ tốt, như duy trì lịch trình ngủ nhất quán và tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ. 4. Quản lý căng thẳng. Căng thẳng là tác nhân trực tiếp gây ra tình trạng mệt mỏi. Nó có thể rút cạn năng lượng cuối cùng của bệnh nhân tiểu đường và của người khỏe mạnh. Vì vậy, hãy trao đổi với bác sĩ hoặc bạn bè để giúp bạn quản lý căng thẳng được tốt hơn. Bác sĩ nội tiết học Asakuma Jingan cho biết. 5. Theo dõi lượng đường trong máu. Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên là điều cần thiết để ngăn ngừa cả hạ đường huyết và tăng đường huyết. Hai tình trạng sức khỏe này có thể dẫn đến mệt mỏi. 6. Uống đủ nước. Mất nước có thể khiến cơ thể mệt mỏi. Uống đủ nước giúp hỗ trợ các chức năng cơ thể, bao gồm điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường.